Hello, xin chào các bạn quay trở lại kênh Hội Làm Tròi Bền Vững nha các bạn. Thì hôm nay ngày 24 tháng 2 2021 nha, mình cũng xin tiếp tục cập nhật giá cho các bạn được biết nha các bạn. Do hôm nay mình bận công chuyện nên mình sẽ cập nhật nhanh gọn cho các bạn biết nha. Thì bạn nào muốn bán xài thì liên hệ số điện thoại mình sẽ ghi trên màn hình nha các bạn. Thì cụ thể là giá xài hôm nay là xài dàn nhất là 28.000 nha, xài dàn nhì là 13.000, xài xanh nhất là 10.000 và xanh nhì là 5.000 nha các bạn. Đó là cái giá xài mà mới nhất hôm nay mình cập nhật nha. Nhìn chung là giá xài hôm nay là tăng, xài xanh với xài vàng đều tăng nha các bạn, tăng thêm 1.000 nha. Cũng tín hiệu đáng mừng cho nhà vườn các bạn ơi, cũng mừng cho những ai mà còn xài nha. Thì hiện tại thì xài xanh cũng còn nhiều lắm các bạn, nhưng xài vàng còn ít nha. Cũng cầu mong là giá nó sẽ tăng mạnh cho nhà vườn đỡ khổ nha các bạn. Nhiều bạn hỏi mình giá hòa lộc với cát chu mình không biết nha các bạn. Xài cóc thì có khi mình cập nhật được cho các bạn, còn giá hòa lộc với cát chu thì lâu lâu mình mới cập nhật nha. Sẵn tiện hôm nay mình cũng xin cảm ơn anh Đạt ở Vĩnh Long nha, đã nhiệt tình và tin tưởng bên mình. Hôm nay là anh em mình nó xuống bên anh Đạt để xem xài và thương lượng giá nè các bạn. Thì các bạn nào gần gần ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, Thanh Bình hoặc là các tỉnh lân cận mà có muốn bán xài từ 2 tấn, 2 3 tấn, 3 4 tấn gì đó các bạn, thì đó, liên hệ trực tiếp ở số điện thoại mình ghi trên màn hình nha. Thôi video hôm nay mình xin nói ngắn gọn các bạn ơi, tại cũng bận công chuyện nha. Thì các bạn xem video nhớ like đăng ký kênh ủng hộ nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ nha. Bye, xin chào tạm biệt các bạn. Bye.